Theo quy định của quy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, tất cả sản phẩm đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu phải được kiểm định chất lượng, gắn dấu hộp QCR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Và dù quy định gắn tem hợp QCR kiểm định chất lượng sản phẩm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2010, nhưng tình trạng các sản phẩm đồ chơi trẻ em không có dán tem vẫn rất phổ biến. Phố Lương Văn Can, một con phố cổ Hà Nội, nổi tiếng với các cửa hàng đồ chơi. Tại đây, người tiêu dùng có thể chọn được bất cứ loại đồ chơi nào. Hàng Tây có, hàng ta có, hàng nhập khẩu chính hãng có, hàng nhập lậu cũng có. Anh Trần Đình Long là một trong số ít người tiêu dùng thông thái khi cố tìm bằng được loại đồ chơi có dán tem CR. Tuy có tìm được đồ chơi có dấu như mong muốn, nhưng điều anh băn khoăn cũng chính từ cái dấu CR này. Đây, cái này là cái tem, nhưng mà hiện nay chưa có một cái tem mẫu nào để mà so sánh. Hiện nay người ta chỉ bảo là có tem thì bọn tôi biết là có tem. Đây. Anh nhìn cái tem này thì anh đã thấy đảm bảo là tin tưởng vào cái tem này chưa? Tem này thì hiện nay thì chưa có gì để so sánh để mức độ tin tưởng, tại vì người ta bảo tem vong vỡ trước thì cái này chưa thấy vỡ. Chắc chắn hiện nay là chưa có một cái gì để so sánh giữa cái thật và cái giả thì mình biết. Theo quy định từ ngày 15 tháng 9 năm 2010, tất cả các loại đồ chơi lưu thông trên thị trường phải có dán tem CR của nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường rất nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em đều chưa dán tem CR. Tem CR là để người tiêu dùng biết thông tin và xuất xứ của hàng hóa. Thế nhưng, với nhiều người bán hàng, điều này còn gây nhiều phiền toái. Nếu mà không cho bán thì ngay từ biên giới nó không chuyển về. Còn hàng Việt Nam thì tự sản xuất ra đóng thuế đàng hoàng thì chắc là không phải dán tem. Trung tâm Kỹ thuật 1 thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng là nơi tiến hành tất cả các sản phẩm đồ chơi có đạt tiêu chuẩn hay không rồi cấp phép cho doanh nghiệp. Trước những băn khoăn lo lắng của người tiêu dùng về việc tem giả lưu hành trôi nổi trên thị trường, giải pháp của đơn vị này hiện nay vẫn dừng ở tính tự giác của doanh nghiệp. Thế và khi anh thực hiện cái nghĩa vụ là chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì lúc đó anh mới được coi như gắn dấu hợp quy. Do vậy là khi mà để đẩy mạnh cái hoạt động này cũng như là chống cái gian lận liên quan đến cái gọi là giả chứng nhận ấy, thì cái việc hậu kiểm, tức là cơ quan kiểm tra nhà nước sẽ thực cơ quan kiểm tra nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý thị trường sau ngày 15 tháng 9 thì cần phải đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm đối với cái đối tượng này. Đồ chơi trẻ em, mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng từ nhiều năm nay vẫn bị thả nổi. Việc dán tem CR có thể nói là nỗ lực của nhà nước nhằm quản lý mặt hàng này. Tuy vậy, sau một thời gian kể từ khi chính sách được thực thi, vẫn còn nhiều điểm bất cập cần bổ sung để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.